Nữ thì tháng 9 năm 2014 thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng được Ủy ban dân tỉnh phê duyệt cái dự án hội nhập kinh tế xã hội của phụ nữ trong các khu công nghiệp và vùng ven đô ở Việt Nam. Thì gọi tắt là dự án phụ nữ mà theo cái quyết định số 2449. Phụ nữ c'est un projet qui a maintenant 4 ans qui vise à améliorer les conditions de vie et de travail des femmes travailleuses migrantes des zones industrielles du Vietnam au travers de l'empowerment et de l'accès aux droits. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait au travers des clubs de femmes. Donc ce sont des clubs qui réunissent les femmes résidentes d'une zone de logement collectif et qui sont gérées par des femmes dites leaders qui ont été élues par les membres elles-mêmes. Em hiện là đang làm ban chủ nhiệm của câu lạc bộ, một trong 16 câu lạc bộ của dự án. Sẽ 6 tuần, mình sẽ sinh hoạt định kỳ một lần và mỗi một buổi sinh hoạt là nó sẽ có một chủ đề khác nhau. Thì ví dụ như chủ đề tuần này mình sinh hoạt về chính sách pháp luật thì là nó bao gồm bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp và chế độ ốm đau và thai sản. Và sau cuối buổi sinh hoạt thì mình sẽ trưng cầu ý kiến của mọi người là mọi người muốn sinh hoạt về buổi sinh hoạt sau thì mình muốn sinh hoạt. Vous venir ce soir d'abord pour comme vous connaître les nouveautés du droit du travail qui s'applique aujourd'hui au Vietnam. Et puis après peut-être que vous vous demandez pourquoi la France, qui est un pays loin du Vietnam, s'intéresse à vous, s'intéresse au droit du travail au Vietnam. Et la réponse, elle est simple en fait, c'est que la France, elle s'intéresse au Vietnam depuis longtemps, elle s'intéresse au développement économique du Vietnam depuis longtemps, mais elle a à cœur que le développement économique très rapide du Vietnam s'accompagne aussi d'un développement social. Project provides them with the chance to integrate with the people in the locality, and they get acquaintance with the club members where they live, and they can share their difficulties, their issues that they meet in the factories. Ví dụ như là dự án một vừa rồi, dự án đã hỗ trợ cho các công nhân như là các buổi giao lưu họp mặt. Dự án có mời đến các chuyên gia như chuyên gia về bảo hiểm xã hội, như là chuyên gia về dinh dưỡng nơi dạy con, hay là chuyên gia về sinh hoạt thì khu công nghiệp mọc lên thì có nhiều rác thải hay là những cái độc hại ấy, thì anh em cũng mong muốn là mọi người vệ sinh bản thân, từ nói chung là bản thân sinh cá nhân từ đến tập thể là mọi người thấy hơn. Dans le cadre du projet, on est intervenu déjà pour mener des travaux au sein de ces zones de logement collectif pour améliorer un petit peu les conditions de vie. Nous travaillons avec une grande collaboration avec les propriétaires de ces zones de logement qui sont pour beaucoup très volontaires. Donc il y a quand même une solidarité qui existe au Vietnam et une envie de la part de ces propriétaires d'améliorer les conditions de vie de ces femmes. There's a lot of reason why they stop working in the factory at that age, whether they are too tired with the job in the factory because they have to work a long hour, or the factory find the way to stop the labor contract with them because they find that these old workers, they are more costly than the new one, and they have to pay more for these old workers. Donc en fait, au cours de la phase 2, on va aussi avoir un axe d'impact, un axe de travail sur les conditions de travail, justement, en travaillant directement avec les entreprises elles-mêmes et les directions. C'est quelque chose qu'on fait en partenariat avec le syndicat des travailleurs du Vietnam pour essayer de mettre en place un début de dialogue social au sein de ces entreprises, mais aussi obtenir de ces entreprises des engagements en matière d'aménagement, par exemple, des heures de travail pour une femme qui pourrait être enceinte ou qui a un enfant en bas âge.